Vừa qua tại Hải Dương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển và Tổng Giám đốc Tổ hợp tác Samsung tại Việt Nam Choi Joo-ho đã ký biên bản ghi nhớ dự án hợp tác tư vấn cải tiến cho doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ giữa Bộ Công Thương, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương dưới sự chứng kiến và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng quyết định đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển công nghiệp hỗ trợ, thời gian qua, Chính phủ và các bộ ngành đã ban hành nhiều quy định nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Các chính sách hỗ trợ phát triển và chính sách ưu đãi đối với công nghiệp hỗ trợ ban đầu đã phát huy tác dụng, tạo tính lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp trong nước. Thực tế hiện nay, trình độ của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của các chuỗi sản xuất trong nước và thế giới. Phần lớn doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa hay siêu nhỏ, trình độ hạn chế về nhiều mặt. Để rút ngắn thời gian tiếp cận trình độ sản xuất toàn cầu, ngoài sự cố gắng của doanh nghiệp, cần sự hỗ trợ quyết liệt, đồng bộ và dài hạn của nhà nước. Các địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính sách, chương trình phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là ngành công nghiệp hỗ trợ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá, chương trình tư vấn phát triển công nghiệp hỗ trợ do tỉnh Hải Dương, Bộ Công Thương phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Samsung Việt Nam được kỳ vọng sẽ đem lại kết quả cao. Theo Phó Thủ tướng, để góp phần hiện thực hóa các mục tiêu trong chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ nêu trên, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỉnh Hải Dương và Samsung Việt Nam cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, giúp ngành công nghiệp hỗ trợ đủ sức tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.